Chúng ta có tinh bột lên men. Tinh bột chúng ta là C6H10O5. Lên men để tạo thành 2C2H5OH cộng cho 2CO2. Hiệu suất đây người ta cho chúng ta đạt 81%. Toàn bộ CO2 sinh ra hấp thụ vào nước vào trong thu được tủa và dung dịch Y. CO2 của chúng ta sẽ tác dụng với CaOH 2 lần để tạo thành tủa CaCO3. Khối lượng đây người ta cho chúng ta là 375g và dung dịch Y. Do người ta đun dung dịch Y thu được tủa, điều này chứng tỏ dung dịch Y chúng ta phải chứa đó là muối CaHCO3 tất cả 2. CaHCO3 tất cả 2. Em đi đun nóng thì nó sẽ thu được CaCO3 tủa. Khối lượng đây người ta cho chúng ta là 150g cộng cho CO2 cộng cho nước. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng của tinh bột, đúng không ạ? Điều cầu chúng ta tính M. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý như sau. Chúng ta lấy 150, chúng ta chia cho 100 thì đây nó sẽ bằng 1,5. Đây là 1,5. 375 chia 100 là bằng 3,75. Bên này là 3,75. Xin lỗi, ở đây là 1,5. Chúng ta sẽ đi tính mol CO2. Mol CO2 bằng cách em đi bảo toàn C. C bên này là bằng 3,5. 3,75 nhân 1 cộng cho 1,5 em nhân cho 2, vì trong này có 2 carbon. Đây là 3 cộng cho 3,5 là bằng 6,75. CO2 chúng ta là 6,75. Thì chuyển qua đây nó sẽ là chia 2 là bằng 3,375. Cái đó chúng ta sẽ đi tính khối lượng của tinh bột nên là xong. Em lấy 3,375. Em nhân cho M lớn tinh bột là 162. Trước phản ứng thì em nhớ nhân 100, em chia cho hiệu suất 81 và bằng 675g. Có đúng bây giờ mình chọn phải là câu C.